Xin chào các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em cái cách mà chúng ta sẽ vào LMS để vào lớp học Zoom bằng máy tính các bạn nhé. Có một số bạn là chưa biết vào bằng máy tính, chúng ta sẽ vào lms.vn.edu. Chúng ta vào cái nền tảng trực tuyến. Rồi các bạn đăng nhập, chúng ta vào cái tài khoản VnEdu. Các em đăng nhập. Chúng ta chọn chọn trường của mình, chúng ta vào khóa học. Rồi các em chọn khối khối học. Chúng ta khối mấy thì chúng ta chọn khối mấy. Ví dụ cô chọn khối 12, chọn môn học, cô chọn môn hóa học. Đó. Và chúng ta chọn phòng học. Vào lớp học. Rồi. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ vào phòng học. Phòng học hóa lúc nãy đấy, và chúng ta mở phần mềm Zoom. Tất nhiên là lưu ý là máy của các em đã phải cài đặt Zoom nhé. Còn nếu máy của bạn mà chưa cài đặt Zoom là chúng ta chưa mở được phần mềm Zoom. Các bạn lưu ý điều này nhé. Thì ở đây là phòng mà cô phòng này là phòng tự động. Tức là cô cài đặt tự động cho nên các bạn vào mà không cần giáo viên phải cho phép. Còn có một loại phòng thứ hai, đó là phòng được tạo bằng đường link ấy, thì phải chờ giáo viên kích phải phải chờ giáo viên cho các bạn vào thì các bạn mới vào được nhé. Ví dụ cô vào phòng thứ hai, phòng này là phòng đường link các bạn này. Chúng ta vào cũng phòng phòng Zoom của cô Huyền đấy. Đó, chúng ta cũng tiến hành mở phần mềm Zoom. Chúng ta có bạn nào có hiện tượng như thế này không ạ? Có bạn nào có hiện tượng như thế này không? Chúng ta bấm vào đăng nhập nhé. Rồi. À, như vậy là chúng ta đã vào được.